người Thái Lan chống chính phủ tiếp tục biểu tình tại thủ đô tin từ Bangkok. Người biểu tình chống chính phủ Thái Lan tiếp tục biểu tình trước trụ sở chính phủ và các đài truyền hình tại thủ đô Bangkok. Họ cương quyết phải lực đổ chính phủ lâm thời sau khi Thủ tướng Jinlok Sinawatra bị tòa bảo hiến bại chức. Đảng Phuê Thái của Thủ tướng Jinlok vẫn còn điều hành chính phủ lâm thời và tiếp tục tiến hành tổ chức bầu cử quốc hội. Vào ngày 20 tháng 7, nhân phe biểu tình của ông thép muốn chính phủ lâm thời phải từ chức, cải cách, loại bỏ ảnh hưởng của anh em cựu thủ tướng Thaksin trước khi tổ chức bầu cử. Hàng chục ngàn người áo đỏ tức giận phán quyết tòa bảo hiến đang kéo tới bangkok để biểu tình. Các cuộc biểu tình của hai phe trong cuối tuần lo ngại đưa tới xô xát đổ máu. Cả hai phe đều có những người vũ trang. Từ tháng 11 tới nay thì đã có ít nhất 21 người bị thiệt mạng hiện đang có 21.000 cảnh sát bố trí trong thủ đô để đề phòng bạo động. Tình trạng bất ổn chính trị đã làm ảnh hưởng lớn đối với nền kinh tế Thái Lan vốn đang gặp nhiều khó khăn. Chỉ số tin tưởng tiêu thụ trong tháng 4 đã xuống mức thấp nhất chưa từng có trong thời gian 12 năm. Ngành kỹ nghệ du lịch bị ảnh hưởng rất nặng.